là trang nghiêm và đúng quy định. Xin lưu ý các đồng chí không thực hiện vỗ tay khi ban tổ chức tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Sau đây. Chiều ngày 4 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 10 tháng 4 năm 1961, mùng 10 tháng 4 năm 2021 và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2021. Đồng chí Yizhang Rinie Krung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau ôn lại truyền thống những chặng đường vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận phòng chống giặc lửa. Từ năm 1975 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra hơn 1.370 vụ cháy nổ, làm 53 người chết, 51 người bị thương, thiệt hại trên 19.730 ha rừng trồng, cây công nghiệp và các loại tài sản ước tính hơn 234 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động trên 23.200 lượt cán bộ chiến sĩ, hơn 3.560 lượt xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tham gia cứu chữa hơn 1.050 vụ cháy nổ. Trong đó đã chữa cháy nhiều vụ cháy nổ kho đạn và cháy chợ, cháy ở khu công nghiệp quy mô lớn, phức tạp và rất nguy hiểm. Qua đó đã ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, bảo đảm an toàn sự sống của con người và bảo vệ an toàn các công trình, nhà cửa liền kề những đám cháy, trị giá tài sản hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Về công tác cứu nạn cứu hộ, tính từ năm 2010 đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham gia cứu nạn cứu hộ hơn 130 vụ việc, qua đó đã cứu được 102 người, tìm vớt được 132 thi thể nạn nhân. Trong giai đoạn đấu tranh giải quyết phun rô có vũ trang trước đây, và tham gia phòng chống gây rối biểu tình bạo loạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk đã có 2 đồng chí anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương. Với những đóng góp to lớn đó, trong những giai đoạn đã qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Trong dịp này, có 66 tập thể, cá nhân đã được lãnh đạo các cấp khen thưởng.